Hello, hello cả nhà mình nha. Hôm nay bên em Ngọc vậy vừa lên thêm một em rider màu đỏ candy. Bình thường á là đa phần là sẽ bán màu jean, nhưng mà do có nhiều khách yêu cầu quá cho nên là bên Ngọc mới sơn lại. Đây là rider đỏ candy màu 3D. Em này hiện tại giá rất là mềm, chỉ có 45.500.000. Hiện tại Ngọc đang có thu cổ đổi mới nè, giao xe tận nhà nè, hỗ trợ trả góp không trả trước cho một số dòng xe, khách nợ xấu trả trước 30%, Ngọc bao đậu. Và thêm một cái nữa, nếu mà nợ xa mua tiền mặt, Ngọc trước 5 triệu Ngọc ship cho. Em này Ngọc cũng có ship nha, quan tâm thì các bạn qua Zalo 0933164446 Ngọc tư vấn cho mình nha. Em này màu đỏ candy kết hợp với màu vàng, trắng và đen để giúp cho xe mình có điểm nhấn. Ngoài ra bên Ngọc sẽ có gắn thêm ba ga nè, các nút chống đổ. Mấy cái này nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi, bên Ngọc đang có giảm giá 50% và có bảo hành cho mình trong 6 tháng nữa. Tiếp theo là Ngọc sẽ báo giá cho mình dòng xe size Kia tư nhân. Đây, size tư nhân đang vắng bóng một thời, hôm nay đã về nha, về được màu này và đỏ đen nữa. Mình quan tâm thì kết bạn qua Zalo á, gửi hình cho. Màu này màu jean nguyên bản, Ngọc đang bán với giá 52 triệu nha. Gọi trước Ngọc bước 2 triệu là còn 50 thôi, giá xe cực kỳ rẻ đúng không nè. Quan tâm thì liên hệ liền cho Ngọc để Ngọc tư vấn cho mình nha. Tiếp theo là size Kia màu trắng đen. Đây là màu jean nguyên bản nha, chính hãng. Bản này hiện tại chỉ có 47 năm thôi, gọi trước Ngọc bước 2 là còn 45 năm. Có hỗ trợ góp luôn, mình có thể đưa trước khoảng 5 triệu nè. Khách nợ xấu trả trước 30% Ngọc bao đậu nha. Rồi tiếp theo là em này, đây là màu xanh lá, có nhiều khách hỏi nha. Phiên bản chính hãng thì cái xi nhan nó hơi bị rời rạc á, hơi vướng. Có gì qua đi rồi Ngọc sẽ hỗ trợ tích hợp lại cho, chi phí nó chỉ có mấy trăm ngàn. Ở đây Ngọc có độ thêm mâm ha, ba ga kiến nước chống đổ với phục. Thì mấy cái này Ngọc bảo hành cho mình trong 6 tháng không có giảm giá nữa nên mình cứ yên tâm. Em này 49 năm, liên hệ Ngọc bước 2 là còn 47 năm ha. Rồi tiếp theo là dòng xe Sonic đi. Đây, Sonic Ngọc có xám, xám đen đỏ hay còn gọi là cá mập, màu này màu 3D nha. Bản này 54 rồi, gọi trước bước 2 là còn 52 ha. Tiếp theo là màu này. Màu này là màu trắng đỏ 3D nha, và trắng đỏ Ransom. Bản này cũng 54 luôn, bước 2 là còn 52. Còn đây, đây là trắng đỏ Ransom. Đây, bản này là giá mềm nè, chỉ có 52 thôi. Gọi trước Ngọc bước 2 là còn 50. Góp đưa cũng được trước khoảng tầm 5 triệu thôi. Và giấy tờ góp thì bây giờ dễ lắm, bên Ngọc chỉ còn mỗi căn cước công dân là được. Và đây là em Sonic đỏ Candy. Bản này giá cũng cực mềm nha, 52 nếu liên hệ trước cho Ngọc. Tất cả các xe ở đây mình cứ liên hệ trước cho Ngọc, Ngọc sẽ tư vấn cho mình nha. Quan tâm mình kết bạn qua Zalo, Ngọc tư vấn cho mình ha.